cây tre chăm đốt. Ngày xưa, có một phú hộ giàu có. Ông ta thuê được một đầy tớ rất chăm chỉ, tên là Khoai. Đã thiệt, chỉ cần người không hưởng thụ thôi. Ai, mệt quá à. Thời tiết khó chịu ghê, nóng gì mà nóng quá vậy trời. Khoai nè, ráng làm đi con, làm việc thiệt chăm chỉ nghe, rồi ít năm nữa ta gả cô Út cho. Khoai cũng có cảm tình với cô Út nên nghe vậy mừng lắm. Anh ấy cũng hiền quá ha, lại còn dễ thương nữa. Anh Khoai ráng làm việc cho tốt nha. Hả? Cô Út, cô làm gì đó vậy? Cô Út ơi, cô đáng đợi tôi nha. Khoai càng cố gắng hết sức mình, làm gấp đôi, gấp ba công việc thường ngày để mong sớm được rước cô Út về nhà. Cứ làm đi con, kiếm thiệt nhiều tiền cho ông em. 3 năm sau. Con gái, nay con đã lớn, ta muốn định chuyện gia thất cho con. Ta đã chọn ngày mai là ngày lành để cho con ra mắt con trai phú hộ làng bên. Nhưng cha đã hứa với anh Khoai là... Ôi, cái thằng đó đó hả? Nó bị ta lừa mà nó không biết. Nó là cốc ghẻ mà dám giới tới con cái cưng của ta hả? Nằm mơ đi. Cô ấy được gả cho nhà phú hộ làng bên à? À, nghe nói bữa nay lễ cưới nhà phú hộ á. Đúng rồi, chắc vui ha. Khoai ơi, như lời đã hứa, nay ta định gả cô Út cho con. Nhưng mà ta có điều kiện, con phải lên rừng kiếm cho ta cây tre 100 đốt. Tìm được mang về đây, ta sẽ tổ chức một lễ cưới ngay. Còn nếu không thì ta gả cô Út cho người khác nghe. Nhớ đó, phải lên rừng tìm được cho ta cây tre 100 đốt về đây trước giờ ngọ. Nếu không thì... Có vợ rồi, có vợ rồi. Làm sao đi ta, mình có tìm được cây tre đó không? Nghe lời phú ông, anh Khoai vội vàng chạy lên rừng. Ôi, mệt quá. Ai, thở cái coi. Ai, mau đi tìm cây tre thôi. 1 đốt, 2 đốt, 3 đốt, 30 đốt, 31 đốt, 32 đốt. Không được rồi, chưa đủ. Cái cây này cao ghê ta. Để coi nghe. 40, 41, 42. Không được rồi, vẫn chưa có. Làm sao tìm được cây tre 100 đốt đi. Cây này thì sao? 45, 46, 47. Cũng cao ghê đó. Mà không được rồi, mình chẳng tìm được cây nào như vậy hết. Bây giờ về không kịp rồi, làm sao đây cô Út ơi? Tôi làm không được rồi, làm gì có cây tre 100 đốt cô ơi. Trời ơi, giờ tìm không được coi như mất cô Út thiệt rồi. Đúng lúc đó. Này con, làm sao con khóc? Dạ ông Bụt, con buồn quá à. Chuyện là vậy nè ông Bụt. Thằng nhỏ này chăm chỉ thiệt, ráng làm đi, ta gả cô Út cho. Con phải lên rừng kiếm cho ta cây tre 100 đốt. Ta hiểu rồi, con đừng lo. Cứ chặt về 100 đốt tre cho ta, ta có cách giúp cho con. Thiệt luôn hả ông? Khoai liền vội vàng làm theo lời ông Bụt. Ông ơi ông, con kiếm được rồi. Được rồi, ta sẽ chỉ cho con câu thần chú làm cho 100 đốt tre này dính liền lại. Khắc nhập, khắc nhập. Wow, sao hay quá vậy? Hay thiệt đó, ông giỏi quá ông ơi. Còn nếu con muốn tách rời nó ra để gánh về, thì chỉ cần đọc câu khắc xuất, khắc xuất. Ngay lập tức, các đốt tre lại rời ra. Hả? Hay quá vậy? Con cảm ơn ông. Ông hay quá à? Ủa, ông lão đâu rồi ta? Mới tới đây mà. Trong khi đó, dân làng đang tụ tập tại nhà phú ông để mừng đám cưới cô Út. Rất rồi kìa, trời, cô Út đẹp quá ha. Ai, may quá, mình về kịp rồi. Anh xui à, con trai của anh cũng giỏi thiệt hen. Anh cứ nói quá, con Út và anh cũng dễ thương mà. Khoai liền đặt ngay gánh đốt tre xuống. Này tên kia, ta bảo ngươi đi tìm cây tre 100 đốt, chứ đâu có phải là 100 đốt tre. Ngươi cố tình gạt ta đó hả? Thôi, chịu khó làm tiếp đi, ta kiếm vợ khác cho. Cãi nó đi anh xui. Tôi định vậy nè, anh thấy sao? Được rồi, mọi người coi đi. Khắc nhập, khắc nhập. Ngay lập tức, một cây tre cao vút hiện ra trước mắt mọi người. Cao quá vậy? Ôi, cao thiệt lạ quá vậy. Nhỏ lớn chưa thấy cây tre nào cao vậy à?
lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó. Cao ghê, cao tới trời, cao tới trời thiệt á. Khắc nhập, khắc nhập hả? Cứu tôi, cứu tôi, cứu mạng. Trời ơi, sao bay như vậy nè hả? Khắc nhập, khắc nhập. Tôi đang bay về đâu? Hả? Dính chặt rồi. Thả tôi ra. Làm ơn thả ra đi. Thả ra đi mà. Tôi dính chặt như vậy. Trời ơi, tự nhiên dính vô cây tre. Giờ sao gỡ tôi ra? Gỡ tôi ra đi. Không sợ hả? Bay đâu hết rồi? Tự nhiên bị dính vô, mắc cười quá. Ông chủ à, bây giờ ông tính thế nào với tôi đi? Ta xin lỗi, làm ơn tha mạng cho ta đi mà. Có bà con đi làm chứng. Cậu thả ta ra, ta sẽ lập tức gả cô Út cho cậu. Vậy được, ông phải giữ lời hứa nha. Khắc xuất, khắc xuất. Ngay lập tức, phú ông và cây tre lại tách rời nhau ra. Cuối cùng, anh Khoai đã lấy được người vợ mà mình mong muốn. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Chúc mừng Khoai nha. Cảm ơn nha. Chúc mừng. Mắc cỡ quá.